Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Cửa Hàng Bãi ạ. Thì hôm nay em có về thêm được một số đồ nghề bãi Nhật nha các bác. Hôm nay thì em có về được ấm trà bằng đồng này các bác này. Đó, và có bình rượu các bác nhé. Đó, bình rượu bằng đồng, rồi ấm gang, rồi một số cặp chân đèn cầy này. Đó, rồi có bình thủy các bác nhé. Đó, có một cái bình thủy, rồi đầu bơm xe và rất là nhiều các loại cuốc chim này các bác này. Đó, cuốc chim kéo tỉa hàng rào, rồi kìm cộng lực để xà beng nhổ đinh. Đó, xẻng rồi giá treo dao. Đó, và có một số cây móc lốp xe bác nhá. Đó, rồi rất nhiều các loại búa này, dao và các loại kéo cắt tôn, kéo bếp các bác nhá. Đó, kéo cắt tôn, kéo bếp. Rồi các loại kìm nữa nhá, kìm mỏ lết. Đó, rất là nhiều đồ nghề nhá. Rồi, các bác vào theo dõi video thì cho em Cường xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các bác. Và các bác đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo khi em lên video mới nhá. Hôm nay thì em lên video mã G nha các bác. Hạ số G1 các bác nhé. G1 là một cái ấm trà bằng đồng này các bác này. Đó, ấm trà bằng đồng nhé. Thì ấm trà này thì hình thức của nó còn rất là mới này. Đó, còn mới nguyên, chưa qua sử dụng. Và đây thì người ta có đúc nổi hình các cái chú ngựa này các bác này. Đó, ở hai bên của ấm thì đúc nổi hình các chú ngựa nhé. Và có chữ ở trên này các bác này. Đây, chữ này. Đó, rất là nhiều chữ luôn nhé. Đó, trên nắp của cái ấm trà này thì cũng người ta đúc nổi hình hai con ngựa các bác nhé. Hình hai chú ngựa. Đó, rất là đẹp. Thì dưới đáy thì cũng có chữ luôn này. Đó, dưới đáy đóng chữ luôn nhé. Đó, bên trong đẹp đó nhé, chưa qua sử dụng nhé. Đó. Thì cái ấm này thì nó sẽ cao được khoảng cao 7.5 nha các bác. Đó, cao 7.5 và đường kính miệng của nó thì được 5.2. Đó, ấm này thì cũng khá là dày và cứng cáp này. Đó. Thì gần đến Tết rồi, các bác có thể mua về để trưng bày sưu tầm nhé. Bỏ trong tủ kính rất là đẹp. Rồi, mã số G1. Đó, ấm này là mã đáo thành công các nhá. Đó, rất là nhiều chú ngựa. Đó, mã đáo thành công. Mã số G1 này 350.000 nhá. G1 350.000. Mã tiếp theo G2. G2 em lên một cái bình đựng rượu các nhá. Đó, một cái bình rượu. Đó, bình này thì cũng bằng đồng này và hình thức còn mới nhá. Đó, chưa sử dụng nhá. Thì bình này thì đây này, người ta có đúc nổi một bên là hình con chim phượng này. Đó, hình chim phượng và các cái họa tiết hoa văn. Đó, hình chim phượng rất là đẹp và một bên là đúc nổi hình rồng các bác nhé. Đó, bên đúc nổi hình rồng. Trên này thì cũng có hình con rồng nhỏ đây các bác này. Bên này thì có hình con phượng nhỏ nhé. Đó. Và đây này, cái phần quay sách. Đây, cái quay của nó thì cũng có hình đầu rồng đây các bác. Đó, quay có hình đầu rồng. Đó, dưới đáy của bình thì cũng có chữ luôn nha các bác. Đó, dưới đáy bình có chữ luôn. Đó, cái này các bác gần đến Tết rồi mua bỏ trong tủ kính trưng bày rất là đẹp nhé. Đó, trưng bày sưu tầm. Rất là đẹp luôn. Đó, một cái bình rượu rồng phụng nha các bác, rồng phụng. Rồi, chiều cao của nó thì cao được 15 nhá, cao 15 và đường kính miệng này. Đường kính miệng thì nó sẽ được là 3 cm nhá, đường kính miệng 3 cm. Đó. Một cái bình rượu bằng đồng nha các bác, rất là đẹp. Đó. Rồi, mã số G2. Đó, G2 bình rượu này 420.000 nhá, G2 420.000. Mã số tiếp theo G3 là một cái ấm gang nha các bác, ấm gang. Ấm này thì nó là hàng bãi của Nhật. Đây này. Thì để ở bãi thì nó bị chóc một ít sơn ở chỗ bên hông này này các bác này. Đó, nó chỉ chóc tí sơn chỗ này thôi. Đó, chữ mộc đóng đầy đủ đây nhá. Đó, có mộc của Nhật đây. Đó, chóc một tí chỗ này thôi nha các bác nhá. Đó, còn lại thì cũng còn khá là đẹp nhá. Đó. Đây, nắp đậy đầy đủ này. Đó, nắp đậy rồi bên trong thì có một cái miếng lọc nha các bác. Đó, bên trong có miếng lọc. Đây, ấm thì bên trong sạch sẽ đẹp nhá, không có rỉ sét gì hết. Thì thể tích của cái ấm này thì nó khoảng được tầm 300ml nhá. Đó, khoảng 300ml. Thì chiều cao của ấm thì cao được khoảng tầm 7 cm. Đó, và đường kính miệng ấm thì nó sẽ được đường kính miệng ấm 6.5 nhá. Khoảng 6.5. Rồi, một cái ấm gang của Nhật. Đó. Mã số G3, ấm này 450.000 nhá. G3 450.000. Mã số tiếp theo G4. G4 em lên một cái cặp chân đèn cầy các bác nhá. Cặp chân đèn cầy này thì hình thức cũng còn rất là mới đây, các bác có thể thấy. Đó, cái lớp sơn của nó còn khá là mới nhá. À, trên đầu thì có hai cái mũi nhọn. Đó, đây, dưới đáy này. Thì kích thước của cái cặp này thì đó, nó sẽ cao được 13.5 các bác nhá. Cao 13.5, đường kính miệng trên thì được là 3.5 và đường kính đáy của nó thì được 4.2. Đó. Rồi, cặp G4 này 250.000 nhá. Đó, G4 này 250.000. Mã số tiếp theo G5. G5 là một cặp chân đèn cầy nữa các bác nhá. Đó. Đây, cặp này thì cũng còn rất là mới. Đây, các bác có thể thấy lớp sơn này còn đẹp nguyên nhá, mới nguyên. Đó, chưa bong tróc gì hết. Đó. Đây, phần đầu đây.
Đó, dưới đáy này. Thì cái cặp này thì chiều cao của nó sẽ cao được là 9 cm các bác nhé, cao 9 cm. Đường kính phần miệng trên này thì nó sẽ được khoảng 3.5, đường kính đáy của nó thì được là 4 cm nhé. Đó. Rồi, cặp G5 này 220 các bác nhé. Đó, cặp này cũng rất là đẹp, G5 220. G6. Một cặp chân đèn cầy loại nhỏ này các bác này. Đó, loại nhỏ nhé. Cặp này thì cũng rất là mới, các bác có thể thấy rất là đẹp, bóng sáng đẹp nhé. Đó. Và dưới đáy của cặp này thì có chữ này các bác này. Đó, dưới đáy nó cùng một hiệu luôn nhé. Đó, dưới đáy có đóng chữ luôn nhé. Đó. Rồi, cặp này thì nó sẽ cao được là cao 8.5 các nhé, cao 8.5, đường kính miệng trên được 2.7 và đường kính đáy của nó thì được 3 cm. Đó, cặp này có đóng mộc ở dưới đáy luôn. Rồi, mã G6, cặp này 180 nhé. G6 180. Rồi, mã tiếp theo G7. G7 là một cái bình giữ nhiệt này các bác này. Cái này là một cái bình giữ nhiệt. Thì cái này thì hàng của Nhật, còn nguyên hộp giấy như này nhé, chưa sử dụng. Thì cái này nó vừa là một cái bình mà nó như kiểu một cái ly giữ nhiệt này. Đó, nó có hai màu rất là đẹp này các bác này. Đó, có hai màu như này rất là đẹp. Đây thì nó có một cái nắp đậy này các bác. Đó, nắp đậy đây, bằng nhựa đây nhá. Đó, đây. Chưa sử dụng này. Đó. Thì cái này chắc nó được khoảng tầm 1 lít đấy các bác. Đó, khoảng 1 lít đấy. Ở trên cái nắp đậy của nó thì nó sẽ có một cái lỗ to này để các bác cắm ống hút này, và một cái lỗ nhỏ này để rót nước cũng được nhá. Đó. Thì chiều cao của cái bình này thì nó sẽ cao được 22 các bác nhá. Đó. Cao 22 và đường kính miệng của nó thì sẽ được đường kính miệng nó khoảng tầm 8 cm nhá, khoảng 8 cm. Đây này, thì bên trong này người ta có tặng kèm cho một cái ống hút nữa này các bác này. Đây. Người ta có tặng kèm cho các bác một cái ống hút nữa nhá. Đó. Rồi, một cái bình giữ nhiệt mã G7 này 150.000 nhá. Nó vừa là bình vừa là ly á. G7 150.000 nhá. Hàng còn nguyên hộp. Rồi, mã tiếp theo G8 là một cái bình đựng nước các bác nhá. Đó, một cái bình đựng nước. Bình này thì nó làm bằng nhựa này. Đó, hàng mới của Nhật, chưa qua sử dụng, còn nguyên tem này. Hiệu Lakaza các bác nhá, Lakaza. Đó. Đây này, và dưới đáy của cái bình này thì nó có đóng chữ Made in Japan này. Đó, đóng chữ Made in Japan đầy đủ đây các bác nhá. Đó, Made in Japan. Thì thể tích của nó, cái bình này là 1 lít nha các bác. Thể tích là 1 lít. Đó, nhựa của Nhật thì rất là bền. Đây, nó có một cái nắp đậy nhựa, bằng nhựa đây nữa. Đó, bên trong thì đây có một cái nắp đậy này, đây có một cái nắp nhỏ nữa này. Đó, có cái lỗ để các bác cắm ống hút nhá. Đó, đây rất là tiện. Thể tích 1 lít nha các bác. Chiều cao thì sẽ cao được 26 nhá. Đó, bình này cao 26. Rồi, mã G8, bình này 100.000 nhá. G8 là 100. Mã tiếp theo G9 là một cái bình thủy nha các bác. Bình thủy này thì nó là hàng bãi của Nhật này. Đó, nhưng mà hình thức của nó thì còn khá là đẹp đây các bác. Đó. Hàng bãi của Nhật mà hình thức còn khá là đẹp. Thì đây này, nó còn nguyên tem của Nhật đây các bác, Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Thể tích của cái bình thủy này là 1 lít nha các bác. Đó, 1 lít. Đó. Đây là dưới đáy của bình thì cũng có đóng chữ luôn này. Đó, đóng Made in Japan luôn nhá. Đó, Made in Japan. Đó, đây có một cái nắp đậy đây các bác. Đó, có một cái nắp đậy này. Bên trong sạch sẽ nhá. Thì cái bình này thì em có luôn nước nóng và em test thử rồi các bác nhá. Đó, em cho nước nóng và em test thử rồi, giữ nước nhiệt rất là tốt nhá. Nó giữ nhiệt rất là tốt. Đó, em có test thử rồi nha các bác, nên là các bác mua về yên tâm sử dụng nhá. Thể tích của nó là 1 lít nhá, và chiều cao của cái bình thủy này thì nó sẽ cao được khoảng 25 nhá, cao 25. Đó, rồi, bình thủy mã số G9 này 350.000 nhá. G9 350.000. Đến mã tiếp theo G10. G10 thì đây em có về được một cái đầu bơm xe này các bác này. Đó, đầu bơm xe này thì nó là hàng của Hàn Quốc nhá, và chưa qua sử dụng, còn nguyên trong bọc như thế này nhá. Đây. Đó, cái này thì ở đây thì nó có dập hiệu là THB này các bác này. Đó, THB. Thì trên này thì nó sẽ có một cái đồng hồ để đo áp suất từ 0 đến 230 PC. Đó. Thì đây này, cái đầu bơm xe của nó đây các bác này. Đó, đầu bơm xe như thế này nhá. Và đầu bơm xe này thì có thể bơm xe máy, xe ô tô đều được hết các bác nhá. Bơm xe máy, xe ô tô được hết. Đó. Đây thì nó sẽ có một cái nút tròn này là nút nạp xả này. Còn đây thì công tắc này để các bác đó, hơi vào mạnh hay yếu thì các bác bấm công tắc này nhé. Đó, cái đầu này thì về các bác lắp vào dây hơi để sử dụng này. Đó, một cái đầu bơm xe các bác nhé. Đó, đầu bơm xe sử dụng bằng sử dụng hơi. Đó, chưa qua sử dụng đâu. Rồi, đầu bơm xe mã số G10 này 350.000 nhé. G10
10 này 350.000. Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo G11 nha các bác. G11 là một cái combo hai cây liềm này các bác này. Đó, này em bán hai cây luôn. Đó. Hai cây này thì hình thức thì cũng còn rất là đẹp này. Đây. Đó, cây nào thì cũng có chữ hết nha các bác, và lưỡi của nó thì hai một mài hai mặt nhá. Lưỡi thì em mài sắc bén rồi. Lưỡi mài hai mặt. Đó, bề mặt lưỡi của hai cây này thì đều còn đẹp nguyên nhá. Cán thì là cán gỗ còn chắc chắn. Thì đây là chiều dài cây này thì chiều dài sẽ được 36 này, tổng chiều dài 36. Còn cây này thì tổng chiều dài sẽ được, hai cây này thì nó cũng khoảng bằng nhau các nhá. Hai cây này đều dài khoảng tầm 36 cm. Và lưỡi này. Lưỡi thì sẽ dài được 13, đó. Lưỡi dài 13, bản lưỡi thì rộng được là 3.8 và độ dày lưỡi thì cũng rất là dày. 5 ly rưỡi các nhá. Đó, hai cây này thì kích thước nó cũng tương đương nhau nên em đo một cây thôi. Đó. Lưỡi hai mặt các nhá. Cái này thì về các bác sử dụng cắt cỏ và cỏ hoặc là cắt dây leo nhá. Đó, một combo hai cây như thế này. Đó, mã G11 250.000 hai cây nhá. G11 250.000 hai cây. Rồi, mã tiếp theo G12 là một cái lưỡi mai này. Đó, lưỡi mai, lưỡi thuổng để sử dụng để đánh cây đào măng nhá. Đó, con này thì nó là thép rèn thủ công của Nhật. Đây này, có mộc của Nhật đóng ở trên lưỡi đây các bác này. Đó, mộc đóng chìm trên lưỡi đây nhá. Đó, có mộc đóng chìm luôn. Đó, bề mặt lưỡi thì còn đẹp này. Đó, nó là thép rèn thủ công. Đây, phần cán thì người ta có khoan một cái lỗ đây thì về các bác đóng cán vào sử dụng nhá. Đó, lưỡi sắc bén nhá. Đó, lưỡi sắc bén. Thì tổng chiều dài này. Đây, tổng chiều dài hết cái phần này thì hết phần cán này là 46 nhá. Tổng chiều dài hết cán là 46. Còn chiều dài lưỡi thì được là 25. Đó. Bản lưỡi thì sẽ rộng được là 8.5 nhá. Và độ dày này. Độ dày trên này thì nó dày tới là 7 ly rưỡi này. Và mỏng xuống dưới lưỡi này nó còn 4 ly nhá. Đó, trên này thì nó dày là 7 ly rưỡi và mỏng dần xuống lưỡi này nó còn 4 ly nhá các bác. Đó. Rồi, mã G12 350.000 nhá. G12 350.000. Mã tiếp theo G13 là một cái cào cỏ, một cái cào rễ này các bác này. Đó, cào cỏ, cào rễ nhá. Cái này thì mấy bác có hay làm bonsai á. Đó, bác đi đánh cây cảnh á. Đó, đánh cây cảnh thì sử dụng để cào rễ nhá. Đó, thép nó là thép thủ công của Nhật. Thì chiều dài của ấy, cây cào rễ này thì nó sẽ dài được khoảng tầm 20 năm nhá. Đó, dài 25 cm. Đó, một đầu nó sẽ đầu cong như thế này và cái đầu cào của nó là đầu cào ba răng nhá. Đó, đầu cào ba răng. Rồi, cây cào mã số G11 90.000 nhá. À, G13 chứ. Đó, cây này G13, một cây cào rễ 90.000. Rồi, G14. G14 một cái cây cuốc nhỏ này các bác này. Nó cây này thì còn mới này. Đó, cán gỗ mới tinh luôn nhá. Đây, còn nguyên tem của Nhật đấy các bác, made in Japan này. Đó, made in Japan. Đây, bề mặt lưỡi đẹp nhá, có mộc đóng ở trên lưỡi này, lưỡi sắc bén nha các bác. Đó, hai mặt đẹp. Đó. Rồi, chiều dài của ấy, cây cuốc nhỏ này thì tổng chiều dài nó sẽ được khoảng 30 năm nhá. Đó. Còn phần lưỡi sử dụng thì nó sẽ dài được là 11.5, đó, 11.5. Rồi, G14 cái này 100.000 nhá. G14 100.000. G15 là một cái cây cuốc nhỏ này. Cái này thì các bác sử dụng để cào cỏ này. Đó, cào cỏ hoặc là cuốc rãnh, cuốc luống gì nhá. Đó. Đây này, cây này cán gỗ còn mới nguyên nhá. Đó, còn nguyên tem của Nhật, hiệu Con Voi nhá. Đó, logo hiệu Con Voi. Đây, lưỡi sắc bén nha các bác. Đó, lưỡi bén nhá. Bề mặt lưỡi đẹp nhá. Đó, bề mặt lưỡi đẹp. Thì cây này thì tổng chiều dài của nó sẽ dài được tổng chiều dài 43 cm nhá. Đó, dài 43 cm, còn phần lưỡi sử dụng thì sẽ được là lưỡi sử dụng là 10.5 nhá. Đây, lưỡi sử dụng là 10.5. Rồi, cây này cào cỏ, cào rễ rồi đó, cuốc rãnh, cuốc luống gì đó. G15, cây này 120 nha các bác. Rồi, G16 là một cái cây cuốc nhỏ. Đó, con này thì còn mới này, đó cũng còn mới nguyên nhá. Đó, cán gỗ còn nguyên tem của Nhật ở trên cán này. Đây, lưỡi của nó là lưỡi mũi nhọn như thế này nhá, lưỡi mũi nhọn. Đó, còn mới nguyên. Cây này thì các bác cũng sử dụng để cuốc rãnh, cuốc luống nhá. Đó. Chiều dài tổng của cây này là được 40 các bác nhá, chiều dài tổng 40 cm. Còn chiều dài phần lưỡi của nó thì lưỡi dài được 14.5. Đây, lưỡi dài 14.5 nhá.
Còn chiều ngang lưỡi thì sẽ được khoảng tầm chiều ngang lưỡi là 7 cm nhé. Đó, chiều ngang lưỡi 7 cm. Rồi, mã G16. G16 cây này là 140 các bác nhé. G16 140. G17 là một cái cây quốc chim nha các bác. Đó, cây quốc chim, cái này cán gỗ cũng còn đẹp chắc chắn này, còn tem của Nhật ở trên cán đây nhá. Đó, tem mác Nhật còn trên cán này. Con này thì đây, một đầu cuốc và một đầu mũi nhọn, đặc biệt thì phần lưỡi cuốc của nó rất là dài này các bác này. Đó, lưỡi cuốc nó rất là dài. Đó, bề mặt lưỡi đẹp, không có bị rỗ rỉ gì hết nhé, cán đóng đinh chốt chắc chắn này. Rồi, chiều dài cán của cây này thì sẽ dài được 39 nhé, cán dài 39. Còn chiều dài phần lưỡi cuốc này, lưỡi cuốc dài 15 nhé các bác, lưỡi dài 15. Còn bản ngang này sẽ được là 3.3 này, đó, bản ngang 3.3. Và độ dày của lưỡi cuốc này thì nó dày tới 6 ly các bác nhé. Đó, lưỡi rất là dày, dày 6 ly. Còn chiều dài phần đầu mũi nhọn này thì phần mũi nhọn sẽ dài được 13.5. Đó, mũi nhọn là 13.5. Còn tổng chiều dài hết cả lưỡi cuốc và mũi nhọn thì được là, đây, tổng chiều dài hết là 32.5 này. Nó khá là dài, tổng chiều dài hết 32.5. Rồi, cây cuốc chim mã G17, cây này 220 nhé. G17 220. Tiếp theo G18, một cái cây cuốc chim loại nhỏ này các bác này. Đó, con này thì cán gỗ, đó, tem của Nhật còn ở trên cán đây nhá. Cán thì đây này, ở trên đầu người ta đóng một cái đinh chốt thì nó hơi bị một vết tách nhẹ đây này các bác này. Đó, vết nứt nhẹ đây, nó không ảnh hưởng gì hết nhá, còn rất là chắc chắn nhá. Đó. Đây, bề mặt lưỡi còn đẹp này các bác. Đó, cũng một đầu cuốc và một đầu mũi nhọn nhá. Rồi, chiều dài cán của cây này thì cán dài 35.5. Còn tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này sẽ được là 22 nhé. Tổng chiều dài 22. Đó. Rồi, cây cuốc chim G18 này 180.000 nhé. G18 180. G19 cũng là một cái cây cuốc chim. Đó, cây này thì còn mới, chưa qua sử dụng này. Cán là cán gỗ các nhé. Cán gỗ đẹp chắc chắn này. Tem mác còn ở trên cán đây nhé. Đó, cán gỗ rất là đẹp. Đây, bề mặt lưỡi thì còn nguyên lớp sơn luôn. Đó, lưỡi này chưa sử dụng luôn nhé. Đó. Cái này thì... chiều dài cán của nó sẽ dài được 39 cm nhé, cán dài 39. Còn tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này sẽ được là tổng chiều dài 28 nha các bác. Đó, tổng chiều dài là 28. Đó. Cây cuốc chim còn mới nguyên nhé. Rồi, mã G19 cái này 280.000 nhé. G19 280. Mã tiếp theo G20 cũng là một cái cây cuốc chim. Đó, con này thì cán là cán gỗ cũng còn khá là đẹp này. Đó, còn khá là đẹp. Đây, nó còn nguyên tem mác hiệu, logo hiệu con voi của Nhật nha các bác. Đó, logo hiệu voi. Đây này, trên lưỡi thì cũng có đóng logo hình con voi của Nhật đây các bác nhé. Đó, logo hiệu con voi của Nhật. Rồi, chiều dài cán của cây này thì cán dài 45 các bác nhé. Cán dài 45. Còn tổng chiều dài của lưỡi cuốc thì tổng chiều dài lưỡi cuốc chim này sẽ được là 26.5. Đó, tổng chiều dài hết là 26.5 nhé. Rồi, một cái cây cuốc chim hiệu con voi. G20, cây này 220 nhé. G20 là 220. Mã số tiếp theo G21 nha các bác. Đó, G21 là một cái lưỡi cuốc chim loại lớn này. Đó, lưỡi cuốc chim loại lớn. Lưỡi này thì nó là thép rèn thủ công của Nhật. Đó, bề mặt lưỡi còn rất là đẹp nhé, không rỗ rỉ gì hết. Đó, con này thép rèn thủ công, thép rất là cứng, xài bền nhé các bác. Đó, tổng chiều dài của lưỡi này thì sẽ được là 33.5 này. Đó, còn chiều dài phần lưỡi cuốc được 16. Bản lưỡi thì rộng là 7.5. Độ dày thì chắc khoảng tầm 6 ly các bác, rất là dày nhá. Đó. Phần mũi nhọn này thì sẽ dài được là 12.5 nhá. Đó. Thép rèn thủ công của Nhật. Rồi, mã G21, lưỡi này 230 nhá. Rồi, G22 cũng một lưỡi cuốc chim loại lớn này các bác này. Đó. Cái này thì loại lớn hơn này. Đây. Cũng hàng rèn thủ công của Nhật nhá. Đó, thép rèn thủ công. Và có đóng mộc ở trên lưỡi đây các bác nhé. Đó, có mộc ở trên lưỡi. Thì tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này tổng nó sẽ được là 37 nhé. Đó, tổng chiều dài 37. Chiều dài phần lưỡi cuốc thì sẽ được là 17.5. Bản lưỡi thì rộng được là 7.3 nhé. 7.3 và lưỡi cũng rất là dày, khoảng 6 ly đấy. Chiều dài phần đầu mũi nhọn này thì sẽ dài được 14 nhé. Dài 14. Rồi. Đó, bề mặt lưỡi đẹp nhé. Rồi, mã G22 là 250.000 nhé. G23 là một cái lưỡi cuốc nhá, lưỡi cuốc. Cái này thì nó cũng là thép thủ công của Nhật, nó bề mặt còn khá là đẹp. Thép thì rất là dày dặn và cứng cáp nhá. Đó. Rồi, chiều dài phần lưỡi cuốc thì sẽ dài được 14.5. Bản lưỡi thì sẽ rộng được là 10.5 nhá.
À, độ dày quả lưỡi cuốc này thì dày được 5 ly các nhé, dày 5 ly. Đó. Rồi mã G23 130.000 nhé. G24 là một cái lưỡi cào các bác nhé, lưỡi cào 3 răng, đó cũng thép rèm thủ công của Nhật luôn. Đó, lưỡi cào 3 răng. Thì chiều dài của lưỡi cào này nó sẽ dài được 18 nhé. Còn bản lưỡi thì sẽ rộng được là 13.5. Và độ dày thì rất là dày này. Đó, nó dày tới gần 8 ly các bác này. Đó, lưỡi này rất là dày và cứng cáp nhé. Nên là các bác xài thì không biết bao giờ nó bị hư hỏng được. Đó. Rồi, lưỡi cào G24 này 130 luôn các bác nhé. G24 cũng là 130. Đến mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo G25 nữa các. G25 là một cái cây kéo tỉa hàng rào. Đó, con này thì đây này, bề mặt lưỡi thì cũng còn đẹp nhá các bác. Đó, bề mặt lưỡi còn đẹp nhá, không có bị rỗ các bác nhá. Đó, bề mặt lưỡi đẹp không rỗ để gì. Lưỡi của con này là lưỡi cong và lưỡi thì rất là sắc bén nhá, không có bị mẻ nhá các bác. Đây. Lưỡi sắc bén đẹp nhá. Đó, và trên lưỡi kéo thì có đóng chìm hiệu của Nhật đây các bác nhá. Đó, nó có chữ ở trên lưỡi kéo và chữ hiệu Nhật nhá. Đó, bề mặt hai mặt đều đẹp các bác này. Đó, hai mặt không rỗ gì cả. Và con ốc chốt của nó là bằng nhựa này và ốc rời nhé, có thể tháo ra và mài lưỡi kéo được. Đó, rất là tiện lợi. Đặc biệt thì cây này cán của nó là cán nhôm nhé. Đó, tem của Nhật còn ở trên cán này. Cán nhôm thì các bác cầm sử dụng thì nó rất là nhẹ nhé. Đó, cầm cây này rất là nhẹ. Đó, sử dụng thì nó rất là dễ. Thì cây này thì dài được 60cm quá nhé. Đó, tổng chiều dài 60cm, còn chiều dài lưỡi thì sẽ được lưỡi dài 12 nhé. Cây này lưỡi dài 12. Rồi, một cây kéo tỉa hàng rào cán nhôm mã G25 250.000 nhé. G26 một cây kéo tỉa hàng rào. Đó, con này thì còn rất là mới các bác này, cán gỗ còn mới tinh luôn này. Đó, các bác có thể thấy cán còn mới nguyên luôn nhé. Đó, và nó còn nguyên tem mác hiệu Convoy của Nhật đấy các bác nhé. Đó, logo hiệu Convoy của Nhật. Đó, cây này thì bề mặt lưỡi kéo rất là đẹp luôn, láng mịn này, không có bị rỗ rỉ gì cả nhé. Lưỡi kéo rất là sắc bén nhé. Đó, đây này, hai mặt lưỡi kéo rất là đẹp luôn, nhìn láng o luôn này các bác này. Đó, rất là đẹp. Đó, sắc bén nhá. Và ốc chốt là ốc rời nhá, các bạn cũng có thể tháo ra và mài lưỡi kéo được nhá, nó rất là tiện. Rồi, tổng chiều dài của cây kéo tỉa hàng rào này thì tổng chiều dài nó được là 70cm các bác nhá. Đó, tổng chiều dài 70cm. Còn chiều dài lưỡi kéo sử dụng thì cũng khá là dài, lưỡi dài 17.5 nhá. Đó, cái này lưỡi rất là dài 17.5. Đó, lưỡi và cán dài này các bác này. Đó, logo hiệu Convoy. Rồi, mã G26 cái này 280.000 nhá. G27 cũng một cây kéo tỉa hàng rào. Đó, con này thì cán là cán gỗ và cán cũng còn rất là mới. Đó, các bác thử thấy. Tem mác của Nhật đây thì nó cũng bị bong chóc rồi. Đây, cán còn mới nhá, đẹp. Rồi, bề mặt lưỡi của cây này còn nguyên lớp ran đen luôn. Đó, rất là đẹp và lưỡi cũng bén nhá các bác. Đó, lưỡi sắc bén không có bị mẻ nhá. Đây này, hai mặt lưỡi kéo rất là đẹp luôn, không rỗ rỉ sét gì cả. Đó, lưỡi bén. Rồi, ốc chốt cũng là ốc rời nhá, các bạn có thể tháo ra và mài lưỡi kéo được. Thì tổng chiều dài của cây này thì tổng chiều dài nó sẽ được là 74cm các bác nhá. Đó, cây này rất là dài, dài tổng thể là 74cm. Còn chiều dài phần lưỡi kéo thì được là 18 nhá. Đó, con này lưỡi dài 18 này các bác này. Đó, lưỡi rất là dài. Cán thì nó dài tới cán dài là 49 nhá. Đó, cán là nguyên phần cán không là dài 49 rồi. Đó, cái này lưỡi và cán rất là dài. Rồi, mã G27 cái này 280.000 nhá. G27 280. Rồi, mã số tiếp theo. G28 là một cái cây classic. Đó. Con này thì hiệu là Super quá nhá. Đó, Super Tone này, Japan này. Đó, Japan nhá. Đó. Đây, chất thép là thép rèn Drop Forged này. Đó, cây này thì hình thức của nó thì để ở bãi nên là lớp sơn nó cũng bị bong tróc một phần rồi. Đó, nhưng mà cây này thì còn sử dụng rất là tốt, răng lợi đều đẹp này các bác này. Đó, phần răng lợi của nó chưa bị chảy, bị cấn giật gì, đều thẳng tắp luôn nhá. Đó. Xích các thứ thì hoạt động ngon lành nhá các bác, đẹp nhá. Rồi, chiều dài phần cán của cây này thì cán dài 42 nhá. Đó, cán dài 42, còn phần xích của cây này thì xích nó sẽ dài được khoảng xích dài khoảng 50 nhá các bác. Đó, cây này cán dài 42 và xích thì dài được 50 nhá.
Đó, Classic thì các bác sử dụng để mở các cái nắp bình nhớt bình dầu nhé. Đó, mở các cái nắp của bình nhớt bình dầu. Đó. Một cây Classic hiệu Super mã G28 này 380.000 nhé. G28 380.000. G29 là một cái cây kìm cộng lực, kìm cắt sắt nha các bác. Đó, con này thì hiệu là hiệu Hit nha các bác. Đó, hiệu Hit này. Đây này. Hit Japan này, đó có dấu nội địa Nhật đây các bác nhá. Và cắt sắt là 5 ly này. Đó, cắt sắt 5 ly nhá. Size là size 300. Đó. Tay cầm thì bọc cao su còn liền lạc đẹp nhá. Cái này thì lưỡi cắt của nó còn rất là sắc bén này, không có bị sứt mẻ gì hết nhá. Đó, lưỡi cắt đẹp nhá. Đó, lưỡi cắt không có bị mẻ nha các bác. Đó, lưỡi đẹp. Rồi, chiều dài cái kìm này thì nó sẽ dài được khoảng tầm 31 nhá. Cái này dài 31. Đó, G29, cái này 270.000 nhá. G30, một cây kìm cộng lực, kìm cắt sắt này. Đó, con này hiệu là MCC, đó, Japan này, và nó cắt sắt được là 7 ly nha các bác. Đó, cắt sắt 7 nhá. Đó, size là size 450. Đó, size 450. À, cũng là hàng nội địa Nhật đây nhá, có dấu nội địa này. Đó. Đẹp nhá. Con này thì lưỡi cắt cũng đẹp này các bác này. Đây, lưỡi cắt không có bị mẻ nhá. Đó, lưỡi cắt đẹp nhá. Đó, các bác thấy không? Lưỡi cắt đẹp nguyên nhá. Đó. Rồi, có cái phần cán của cái này này. Đó, cán thì nó bị bong tróc một phần lớp sơn mạ rồi. Đó. Cán bong tróc một phần lớp sơn mạ rồi, nhưng mà không ảnh hưởng gì cả. Cái này xài còn rất là ngon. Đó, size 450. Rồi, mã G30, cái này 380 nhá các bác. G30, cái này 380. G31 là một cái cây xà beng nhổ đinh. Đó. Con này thì đó, để ở bãi thì đây cái lớp xi mạ nó có một vài chỗ nó cũng bị bong tróc rồi. Đó, nó bị bong tróc một ít xi mạ thôi. Còn lại thì phần đầu chữ V nhổ đinh của cây này đẹp nhá các bác. Đó, đầu chữ V nhổ đinh đẹp nhá. Đó. Và nó có một cái đầu dẹp đây các bác này. Đó, đầu dẹp. Rồi, chiều dài của cây này thì nó sẽ dài được 45 nhá các bác. Cây này dài 45 cm. Đó, thép của cây này rất là cứng cáp nhá. Rồi, mã G31, cây này 140 nhá. G31 140. G32. G32 một cây xà beng nhổ đinh loại lớn hơn này các bác này. Đó, con này thì chưa qua sử dụng đâu các bác, để ở bãi. Đó, hàng bãi nên là đây nó có một vài chỗ nó bị chóc một ít xi mạ thôi. Đó, chóc một ít xi mạ đây, tem mác của Nhật cũng còn đây các bác. Đó, chứ cây này chưa xài nhá. Đây, đầu chữ V nhổ đinh các bác có thể thấy này, rất là đẹp luôn nhá. Đó, chưa có một vết gì luôn nhá. Đầu chữ V nhổ đinh đẹp. Đó. Và nó cũng có một cái đầu dẹp đây các bác này. Đó. Con này thép thì rất là cứng cáp nhá. Rồi, chiều dài của cây này thì dài 60 nhá các bác. Đó, cây này dài 60 cm. Rồi, mã G32, cây này 250.000 nhá. G32 250.000. G33 là một cái cây đục các bác nhá. Cây này thì nó vừa là một cái cây đục và là một cái cây xà beng. Đó, làm cây xà beng để các bác bảy nậy gì các bác bảy. Đó, con này thì hiệu là Mokuba này. Đó, Mokuba made in Japan đây nhá, made in Japan. Phần cán tay cầm của nó thì nó dính cái kiểu cái sơn đấy các bác. Đó. Cái này người ta sơn này các bác này, sơn nó dính nhá, không ảnh hưởng gì hết nhá. Đó, về thì các bác có thể trà rửa đi cho nó mới, nó đẹp lại cũng được. Đó. Đây, còn phần lưỡi của nó là thép rèn thủ công của Nhật. Đây, lưỡi là lưỡi cong nhá. Đó, cái này lưỡi là lưỡi cong, lưỡi đẹp nhá. Đó, thép rất là dày và cứng cáp luôn nhá. Đó. Đây, phần đầu đóng của nó đẹp này các bác này. Đó, đầu đóng đẹp nhá. Cái này nó vừa là một cái cây đục và các bác làm một cái cây xà beng để bẩy nậy cái gì các bác bẩy cũng được. Rồi, tổng chiều dài của cây này được 50 các bác nhá. Cây này dài 50 cm. Đây này, còn cái phần đầu lưỡi sử dụng này thì nó sẽ rộng được 4.5 nhá. Nó rộng 4.5. Rồi, mã G33, cây này 230.000 nhá. G33 là 230. G34 là một cái cây cưa gấp nhá. Cây cưa gấp. Đó, con này thì gần như là chưa qua sử dụng đâu các bác này. Đó, cán gỗ còn mới nguyên nhá. Đó, còn nguyên tem của Nhật đây, hiệu Trademark nha các bác. Đó, hiệu Trademark. Đây này, phần lưỡi của nó thì đó, để ở bãi thì nó có một số vết, nó bị ngấm nước đây các bác này, nó ngấm nước nên nó có một số vết ố đen thôi. Đó, chứ nó không có rỗ các bác nhá. Đây, và phần răng cưa của nó thì đều đẹp sắc bén nhá, không có gãy móp méo răng nào cả, răng rất là sắc bén luôn. Đó, lưỡi nó ngấm nước nó chỉ bị ố đen thôi các bác này. Đó. Rồi, cây cưa gấp này thì lưỡi sử dụng nó sẽ dài được 19.5 nhá. Còn phần cán tay cầm thì được là 25.5. Đó. Đó, con này thì các bác sử dụng để cưa gỗ, cưa cành nhá. Đó. G34, cây này 120 nhá. G35 là một cái cây xẻng nhỏ này các bác này. Đó, con này thì nó là thép không gỉ nhá. Thép không gỉ còn rất là đẹp luôn.
Trên lưỡi sành thì có đóng chìm chữ là Taletel các bác nhé, Taletel thép không gỉ. Đó, đây này, đuôi cán thì có một cái móc để các bác treo lên này, không sử dụng treo lên nhé. Đó, đó lưỡi và cán là đúc liền luôn nhé. Thì tổng chiều dài của cái cây sành nhỏ này thì nó sẽ tổng chiều dài được là 29 nhé, tổng chiều dài 29 cm. Rồi mã G35 120.000 các bác nhé. G36 là một cái cây sẻng nhọn này các bác này, cây sẻng nhọn loại nhỏ nhé. Đó, và cán của cái này là cán gỗ, và cây này thì chưa qua sử dụng này, còn nguyên tem mát ở trên cán đây nhé. Đó, cán gỗ còn rất là đẹp chắc chắn này. À, bề mặt lưỡi thì đẹp nha các bác, nó chỉ bị hơi rỉ sét thôi chứ nó còn nguyên cái lớp ram này, lớp sơn. Đó, thép của Nhật thì rất là dày và cứng cáp nhé. Đây, tay cầm thì phần tay cầm sẽ có trợ lực ở phần đuôi này. Đó, thì cây này thì tổng chiều dài của nó sẽ được cái sẻng này tổng chiều dài là 80 cm đó nhé, nó dài 80, còn chiều dài lưỡi thì được 23, bản lưỡi thì rộng được là 16.5 nhé. Đó, rồi mã G36 cây này 300.000 nhé, G36 là 300. Rồi tiếp đến thì đó, em có về thêm được một số cái giá treo dao này các bác này. Đó, cái này 150.000 một cây nhé. Đó, chưa qua sử dụng này, còn nguyên trong bọc như thế này. Thì giá treo dao này thì chiều dài của nó là dài 50 cm các bác nhé, dài 50, và nó làm bằng nhựa. Và hai cái đường thanh ngang để giữ treo dao này thì nó sử dụng là nam châm các bác nhé, sử dụng nam châm. Đó, đây thì có hai cái lỗ này và có hai con nở, hai con vít người ta tặng kèm để về các bác bắt lên, đó gắn lên tường nhé, gắn lên tường nhà bếp để treo dao kéo rồi các cái dụng cụ đồ nghề nhé. Đây này, có hình ảnh minh họa này. Đó, rồi còn nguyên bọc hộp giấy như thế này nhé. Rồi giá treo dao này 150.000 một cây nhé. Đó, giá treo dao 150.000 một cây. Rồi, tiếp đến mã số tiếp theo. Mã tiếp theo G37 các bác nhé. Đó. G37 là một cái cặp móc lốp xe này các bác này. Đó, cặp móc lốp xe này thì còn mới này, gần như là chưa qua sử dụng luôn, lớp sơn mới nguyên nhé. Đó, Tiger Liver và có logo hình đầu con chim đại bàng đây các bác nhé. Đó, size là 240mm, là dài 24 cm nhé, dài 24 cm. Chất thép của nó là drop forged alloy steel, thép rèn rất là cứng cáp nha các bác. Đó, nó có một đầu là đầu cong như này. Đây này, nó có một đầu là đầu lưỡi cong nhá, đầu lưỡi cong và một đầu là đầu dẹp nhá. Đó. Rồi, cặp móc lốp mã số G37, cặp này 250.000 nhá, G37 250.000. Rồi tiếp đến mã G38. G38 cũng là một cái cặp móc lốp xe. Đó, cặp này thì cũng còn rất là mới này các bác. Đó. Đây cũng Tiger Liver này. Đó, chữ hiệu của nó đây các bác nhá. Đó, chữ hiệu này. Đó. Đây cặp này thì nó cũng là thép rèn nhá các bác, thép rèn. Đây cũng có một đầu cong này. Đó, một đầu cong và một đầu dẹp nhá. Một đầu dẹp. Đó, thì cặp này thì chiều dài của nó sẽ dài được 27 nhá các bác. Đó, cặp này dài 27 cm nhá. Rồi mã G38, cặp móc lốp này 270.000. G38 270.000. G39 là một cái cặp cảo chữ C nha các bác. Đó, cặp cảo chữ C này thì hình thức của nó còn rất là đẹp luôn nhá. Và nó có đóng hiệu là hiệu tốt các bác này, hiệu tốt, và size là size 50mm nhá. Size 50mm thì miệng nó sẽ mở tối đa là được 5 cm nhá. Miệng mở tối đa là 5 cm. Đó. Đây bên này thì có chữ này drop forged thép rèn các bác nhá. Đó. Cả hai cây đều có đóng chữ Japan luôn nhá. Đó, đóng chữ Japan. Đây, và cái phần đế kẹp của nó này, đây miệng phần đế kẹp thì nó sẽ có người ta làm các cái rãnh hình chữ X này. Đó, hình chữ X để chống trơn trượt nhá, các bác kẹp thì nó sẽ được chắc chắn hơn. Đó, đây. Ốc vặn các thứ thì hoạt động trơn tru nhá. Đó, không kẹt cứng gì cả nhá. Đây, cây này cũng thế nhá. Đó. Không có kẹt cứng gì hết. Đó, chiều dài của cái cảo này thì nó sẽ dài được 11 cm nhá, dài 11. Đó. Cặp này thì bác sử dụng để kẹp gỗ hoặc là kẹp sắt nhá. Đó, kẹp gỗ, kẹp sắt. Rồi mã G39 cặp cảo chữ C 220.000. G40 là một cái cặp cảo chữ F nha các bác. Đó, cặp cảo chữ F. Cặp này thì hình thức thì cũng còn khá là mới này. Có cái cây này thì chỗ này nó bị chóc một tí xi mạ chỗ này thôi này các bác này. Đó, còn lại rất là mới nhá. Và hai cây này thì size của nó là size 250 x 80 nhá. Đó, 250 x 80. Đây, tay cầm thì bọc nhựa còn mới nguyên nhá. Đó, tay cầm bọc nhựa mới này. Đây, và hai cây này thì cái chỗ phần miệng kẹp phần trên của nó này. Đó, miệng kẹp phần trên này thì người ta có bọc một cái miếng nhựa vào đây các bác này. Đó, bọc miếng nhựa ở đây để các bác kẹp thì nó sẽ không có bị trơn trượt, kẹp nó được chắc chắn hơn đấy. Đó.
Và đây này, cái cặp cảo này thì có thể thao tác nhanh được các nhá. Đó, các bác kéo lên kéo xuống này. Đó, kéo lên kéo xuống như thế này. Đó, có thể thao tác nhanh được. Đó, thì miệng thì sẽ mở tối đa được đây này, mở rất là rộng này các bác này, 24 này các bác này. Đó, mở rộng tới 24 cm nhá. Đó, cái này thì các bác cũng có thể sử dụng để kẹp gỗ hoặc là kẹp sắt nhá. Kẹp gỗ, kẹp sắt để ví dụ mà các bác có nối hai miếng sắt hay là miếng gỗ lại với nhau á mà không cần phải giữ thì các bác sử dụng cái cảo này nhá, cặp cảo này. Rồi G40, cặp cảo chữ F này 370.000 nhá. Đó, G40, cặp cảo chữ F 370.000. Rồi, mã tiếp theo G41 là một cái cây búa đinh của Mỹ nhá các bác. Đó, con này thì cán gỗ và cán còn đẹp này. Đó, còn nguyên tem ở trên cán thì các bác nhá, hiệu là Vauhan. Đó, Vauhan. Và trên phần đầu búa thì cũng có đóng hiệu là Vauhan đấy các bác nhá, hiệu Vauhan. Đó, cái này thì gần như là chưa qua sử dụng nhá. Đây, đầu búa chưa bị chày, bị cấn giật gì hết nhá. Đó, đầu búa đẹp, láng đẹp nhá các bác. Đó, láng đẹp. Đây. Đó. Đây, đầu chữ V nhổ đinh đẹp nguyên nhá. Đó, chưa bị chày hết gì hết nhá. Đó. Cái này các bác có thể mua về sử dụng hoặc là sưu tầm cũng được nhá. Chiều dài của cây búa đinh này dài là 33 cm. Còn phần đầu búa của nó sẽ dài được khoảng tầm 14 này. Đường kính phần đầu đóng thì được là 2.5 nhá. Và cân nặng của cây búa đinh này nặng cái này nặng 700g các bác nhá, nặng 700g. Rồi, mã G41, cái này 700.000 nhá các bác. G42 là một cái cây búa đinh hiệu Dock Ju nhá. Đó, đây con này cán bọc cao su, đó, có hiệu Dock Ju này, made in Japan này. Cán tay cầm các thứ còn đẹp nhá. Đó, cán tay cầm còn đẹp. Đó, cái này cán là cán ống thép này, tem mác còn trên cán đây nhá các bác nhá. Đó, cán là cán ống thép. Đó. Đây, phần đầu đóng của cây này còn đẹp này các bác. Đó, phần đầu đóng đinh còn đẹp nhá. Đó. Và đầu chữ V nhổ đinh đây cũng còn đẹp này. Đó, đầu chữ V nhổ đinh chưa có bị chảy gì hết nha các bác. Đó, logo hiệu Dock Ju ở trên đầu búa. Chiều dài của cái búa đinh này thì nó sẽ dài được là 34.5 và phần đầu búa thì dài được khoảng 13.5. Đường kính đầu đóng của nó thì sẽ được là 2.5 nhá. Và cân nặng của cây búa đinh này thì nặng được 600g nhá các bác, nặng 600g. Mã G42, cái này 240.000 nhá. G43 là một cái búa đinh hiệu Dock Ju này. Con này thì còn mới chưa qua sử dụng và cán là cán gỗ nhá. Đây còn nguyên tem ông thợ đang ngồi rèn này, đây các bác này. Có hình ông thợ đang ngồi rèn. Đó, cán gỗ mới nguyên nhá. Đó. Đây, phần đầu búa đẹp nguyên. Đây. Đó, bác có thể thấy đầu búa chưa bị chày, bị cấn dập gì nhá. Cái này chưa sử dụng đâu các bác này. Đó. Đây, đầu chữ V nhổ đinh cũng đẹp này. Đó. Cái này thì các bác sử dụng trong gia đình này, rất là tiện lợi. Đó, chiều dài cái búa đinh này dài 36 nhá, dài 36. Chiều dài phần đầu búa của nó thì được là khoảng 11.5. Đường kính phần đầu đóng thì sẽ được là khoảng tầm 2 cm nhá, đường kính đầu đóng 2 cm. Và cân nặng cái này thì nó sẽ nặng được khoảng cái này nặng 300g nhá các bác, nặng 300g. Rồi G43, cái này 200.000 nhá. G43 200 nha các bác. G44 là một cái cây búa bát giác nhá. Đó, búa tạ loại nhỏ này. Đó, cán là cán gỗ còn đẹp chắc chắn này. Đây tem mác thì nó có bị bong chóc rồi. Đây đầu búa thì cũng còn khá là đẹp. Và phần đầu đóng của cây này thì chưa bị chày, bị cấn dập gì hết các bác nhá, gần như là chưa xài. Đó, chất thép là thép rèn rất là cứng. Đó, hai đầu búa còn đẹp nguyên các bác nhá. Đó, hai đầu búa đẹp. Rồi, chiều dài của cây búa này thì nó sẽ dài được 29 cm. Chiều dài phần đầu búa được 10 cm, đường kính đầu đóng thì sẽ được là khoảng 3.5. Và cân nặng của cây búa này nặng cái này nặng 1,2 kg nhá các bác, nặng 1,2 kg. Rồi, mã G44 230.000 nhá. G45 là một cái cây búa bi. Đó, con này thì cán là cán gỗ và cán cũng còn đẹp chắc chắn này. Đó, và hiệu là PX các bác nhá. Đó, có đóng hiệu PX trên đầu búa. Cái này thì cũng chưa qua sử dụng. Đó, đầu búa thì còn nguyên các cái vân này các bác này. Đó, vân tròn. Đó, cái này chưa xài luôn. Đầu là đầu 1/2 nhá. Đó, đầu 1/2. Thì chiều dài của cái búa bi này thì nó sẽ dài được là 29.5. Chiều dài đầu búa là 8 cm. Đường kính đầu đóng thì sẽ được là 2 cm nhá. Và cân nặng của cây này thì sẽ nặng được là 300g. Đó, cây này nặng 300g. G45 150.000 nhá. G46, một cây búa bi này các bác này. Đó, con này thì cán là cán gỗ và cán gỗ còn rất là đẹp luôn. Đó, còn hiệu đây các bác này, checkmark OH ở trên cán này.
trên đầu búa thì cũng có đóng hiệu OH đây các bác nhá. Đó, đầu búa thì người ta có xài lướt rồi các bác nhá. Đó, người ta xài 2-3 lần thì đó người ta không xài nữa. Đó. Đây, nó có một vài vết nó hơi bị cấn nhẹ thôi các bác này. Nó hơi dập nhẹ một xíu thôi. Đó, con này chất thép thì nó là thép rèn nên rất là cứng nhá, đầu số 1 này. Đó. Thì, chiều dài của cây búa bi này thì nó sẽ dài được 31.5. Còn chiều dài đầu búa được 10 cm, đường kính đầu đóng của nó khoảng 2.5 nhé. Và cân nặng của cây búa bi này thì nó sẽ nặng được 600 g nhé các bác, nặng 600 g. G46 180.000 nhé. G47 là một cái cây rìu chữ L các bác nhé, cây búa rìu chữ L. Đó, con này thì đây này, cây này thì còn mới nguyên nhé, nó còn nguyên zin luôn này các bác này. Đó, cán là cán gỗ còn nguyên tem của Nhật ở trên cán đây nhá. Cán gỗ còn mới nguyên. Đó, mới đẹp nhá. Đó, đây. Và lưỡi của cây này thì còn zin nguyên các bác nhá. Em chưa có mài rũa gì hết nhá. Đó, lưỡi em để nguyên zin luôn. Đây, lưỡi chưa có mài luôn các bác nhá. Đó, tại cây này chưa qua sử dụng mà. Đây, đầu đóng đẹp nguyên này. Đó. Cán đóng chốt nêm chắc chắn rồi nhá. Rồi, cây này thì chiều dài cán dài 33 nhá. Đó, cán dài 33 cm. Còn chiều dài lưỡi dài 13. Bản lưỡi thì sẽ rộng được khoảng tầm 10.5 nhá. Đó. Và độ dày đo ở trên phần đầu đóng đây nó sẽ được là 2.7 này. Đó. Còn cân nặng của cây này thì sẽ nặng được cái này nặng tổng thể là 900 g nhá. Đó, cây này nặng 900 g. Rồi, mã số G47 cái này là 650.000 nhá. G47 650.000. G48 là một cái cục đe gò nhá các bác. Đó, một cái cục đe gò. Đe này thì nó sẽ có hai mặt là nó sẽ tròn kiểu này các bác nhá. Đây. Đó, một mặt trên thì nó sẽ cong này, cong hình cầu vồng. Đó, mặt dưới này thì nó cũng sẽ cong nhẹ nhá, mặt dưới này cong nhẹ. Đó, cái này gọi là đe gò nhá các bác. Đó, để các bác gò các cái đồ dụng cụ nhá. Đó, thép của nó thì nó là thép thủ công rất là cứng cáp nhá. Bề mặt đe còn đẹp này. Đó, bề mặt đe còn đẹp nhá các bác. Thì cục này thì đây đường kính chiều ngang này, chiều ngang bề mặt đe sẽ được là 8 cm này. Đó, chiều dài 8 cm. Còn chiều rộng nó khoảng 5 cm nhá, rộng khoảng 5 cm và chiều cao thì cao khoảng nó cao khoảng 5 cm các bác nhá, cao 5 cm. Và cân nặng của cục này thì sẽ nặng được cục này nó nặng tới 1,1 kg nha các bác. Đó, nó bé bé thôi mà khá là nặng đấy, nặng tới 1,1 kg nhá. Rồi, mã G48, cục đe gò này 250.000 nhá. G49 là một cái cục đe phụ này các bác này. Đó, cục đe phụ này chất thép là thép rèn thủ công. Đó, chất thép rèn thủ công. Đó, bề mặt rất là đẹp luôn các bác nhé, không rỗ rỉ gì hết. Đây này, cái mặt đe sử dụng của nó thì chưa qua sử dụng luôn này. Đó, chưa bị cấn dập, bị chảy trượt gì hết nhá. Đó. Thì chiều dài của cái cục đe phụ này thì nó sẽ dài được là 20.5. Chiều dài mặt đe thì sẽ được là 4 cm và chiều rộng mặt đe thì rộng được là 3.5 nhá. Và cân nặng của cục đe phụ này thì nó sẽ nặng được là 700 g. Đó, cục này nặng 700 g nhá. Rồi, G49 190.000 nhá. G50 là một cái cây dao gấp nha các bác. Đó, cây dao gấp này thì cây dao gấp này thì hàng bãi chưa qua sử dụng đấy các bác này. Đó, cán được ốp gỗ ở hai bên nhá. Đó, cán ốp gỗ hai bên. Đây, bề mặt lưỡi của nó thì còn nguyên cái lớp sơn này các bác này. Nó còn nguyên lớp sơn. Đó, nó có đóng hiệu là Macvel nha các bác. Đó, Macvel. Đây, bên này thì có đóng chìm chữ là Made in Japan này. Đó, Macvel Made in Japan. Lưỡi thì không xứt mẻ gì hết các bác nhá. Lưỡi còn rất là bén nhá. Cây này thì chưa qua sử dụng mà. Đó. Thì tổng chiều dài của cây dao gấp này thì tổng chiều dài nó sẽ được là khoảng tầm 19.5 nhá. Tổng chiều dài 19.5. Còn chiều dài phần lưỡi thì sẽ được là khoảng 6.5 này. Đó, bản lưỡi rộng là khoảng 2 cm. Đó, cái này thì phần đuôi nó sẽ có một cái lỗ tròn đây để các bác có thể móc vào chìa khóa xe được nhá. Đó, không sử dụng các bác có thể gấp lại. Đó, cái này mấy bác đi câu thì có thể đem theo để cắt dây câu nhá. Rồi, G50 170.000 nhá. G51 là một cái cây dao gấp của Đức nha các bác. Đây này, con này hàng của Đức này. Đây, nó sẽ gồm có một cái lưỡi dao to này. Đó, một lưỡi dao to, bên này thì sẽ có một cái lưỡi dao nhỏ nữa này. Đó, và đây thì nó sẽ có hai cái đầu để các bác khui đồ hộp này. Đó, đây. Tổng là nó có một cái lưỡi dao to, một lưỡi dao nhỏ và có hai cái đầu để các bác khui đồ hộp nhá. Đây, trên cái lưỡi dao này thì nó có đóng chìm đây, hiệu các bác này, Solingen Germany nhá. Đây. Solingen Germany nha các bác, đó, Solingen Germany.
Trên này thì có hình người đang cầm cái búa này các bác này, nó cầm búa rèn, nó cầm búa rèn dao gì đó. Đó, cán thì là cán gỗ các nhá, cán gỗ. Đó. Rồi, cây này thì đây, cây này thì gấp gọn lại thì nó sẽ dài được như thế này, cái dài được 9 cm các nhá, dài 9 cm. Rồi một cây dao gấp của Đức G51 250.000 nhá. G52 là một cái cây dao sới đất nha các bác. Cây dao sới đất này thì thép là thép thủ công. Đó, cán là cán gỗ và được đóng đinh chốt rất chắc chắn. Đây trên cán thì nó cũng còn ít tem của Nhật đây này các bác này. Bề mặt lưỡi thì lớp ram đen còn nhá. Đó. Một bên này thì nó sẽ có một cái cạnh răng cưa như thế này nhá. Đó. Bề mặt lưỡi đẹp. Thì chiều dài của cây dao sới đất này thì dài tổng thể là 29.5, chiều dài lưỡi thì được là 17. Bản lưỡi thì sẽ rộng là 4 cm nhá. Đó. Rồi, mã G52 220.000 nhá. G53 là một cái cây dao chặt nha các bác. Đó, cây dao chặt dao đi rừng. Đó, con này thì hình thức cũng còn rất là mới này. Đó. Đây, lưỡi thì lưỡi hai mặt các bác nhá, lưỡi hai mặt, ba lớp thép nhá. Đó. Bề mặt lưỡi còn nguyên lớp sơn luôn các bác này. Đây, có mộc khắc thủ công ở trên bề mặt lưỡi đây nhá. Đó, lưỡi thì sắc bén không có sứt mẻ gì hết nhá. Đó, lưỡi sắc bén. Đó, sống dao thì nó sẽ có một vài vết nó bị cấn dập nhẹ một xíu thôi các bác nhé, không có ảnh hưởng gì cả. Đó, cái này cán gỗ còn rất là đẹp và chắc chắn luôn. Con này thì tổng chiều dài nó sẽ được tổng chiều dài là 36 nha các bác, còn lưỡi thì dài được 13.5. Lưỡi dài 13.5, bản lưỡi thì rộng là 7 cm và độ dày lưỡi này là 8 ly nhá. Đó, lưỡi dày 8 ly. Cân nặng của cây dao này thì nặng 800 g nhá. Đó, cái này nặng 800 g. Rồi, mã G53, cái này 650.000 nhá. G54 là một cái cây dao chặt này các bác này. Đó, cây dao chặt. Con này thì lưỡi mài hai mặt nha các bác. Đó, lưỡi hai mặt, bề mặt lưỡi còn đẹp, không có bị rỗ nhá. Đó, lưỡi hai mặt, lưỡi sắc bén nha các bác. Đó, cán là cán gỗ và còn nguyên tem của Nhật ở trên cán đây nhá. Cán gỗ đẹp nhá. Thì cây này thì tổng chiều dài nó sẽ được tổng chiều dài là 32 nhá. Còn chiều dài lưỡi này. Lưỡi thì dài 18 nhá các bác, lưỡi dài 18. Bản lưỡi thì rộng là khoảng 3.4. Đó, bản lưỡi rộng 3.4. Và độ dày lưỡi của con này thì lưỡi dày được 4 ly nhá. Đó, lưỡi dày 4 ly. Cây này thì các bác có thể mua về sử dụng để chặt mía, chặt dừa nhá. Đó, chặt mía, chặt dừa. Rồi, mã G54 300.000 nhá. G55 là một cái cây kéo cắt tôn của Mỹ các nhá. Đó, kéo cắt tôn của Mỹ. Đó, con này thì hình thức đẹp nhá. Đây này, ở trên này thì nó sẽ có đóng hiệu của nó là hiệu WIT nha các bác. Đó, hiệu WIT USA này. Đó, hiệu WIT USA các bác nhá. Đó, dưới này thì có chữ là The Rock Forget. Đó, con này thì nó là thép, chất thép rèn các bác nhá. Chất thép rèn của Mỹ rất là cứng cáp. Cái này thì người ta cũng có sử dụng rồi nha các bác. Đó, người ta có sử dụng rồi nhưng mà lưỡi thì cũng còn khá là đẹp nên các bác xài thì cũng còn rất là ok đấy. Đó. Chất thép rèn của Mỹ nha các bác. Đó. Xài thì nó rất là bền. Thì chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì nó dài được là cây kéo cắt tôn này dài tới 31 cm nhá. Đó, dài 31 cm. Đó, còn phần lưỡi sử dụng của nó sẽ được khoảng tầm 7.2. Rồi, một cây kéo cắt tôn của Mỹ nha các bác. Mã G55. Cây này 450.000 nhá. G56 là một cái cây kéo cắt tôn nha các bác. Đó, con này thì nó là thép rèn của Nhật nhá. Đó, đây, trên cán thì có chữ Nhật ở hai mặt ở trên cây cán cây kéo nhé. Đó, lớp sơn thì nó bị bong chóc một phần rồi. Đó, lưỡi kéo cây này thì còn sắc bén nhé các bác, và đặc biệt cây này lưỡi là lưỡi cong nhé. Đó, lưỡi cong đây, lưỡi bén nhé, không có bị mẻ nhé các bác nhé. Đó, lưỡi cong thì các bác cắt tôn thì tay nó sẽ không bị chạm xuống tôn nhé, nó rất là dễ sử dụng. Thì chiều dài của cây kéo cắt tôn này nó dài được khoảng cây này dài 27 các bác nhé, dài 27. Rồi, mã G56, cái này 220.000. Mã số tiếp theo G57 là một cái cây kéo cắt tôn nữa nha các bác. Đó, con này thì hình thức cũng còn khá là mới và đẹp này. Đó, tay cầm thì người ta bọc cao su. Đó, tay cầm bọc nhựa chứ các bác. Đó, có hiệu là Jisuke của Nhật ở trên cán đây nhá. Đó, hiệu Jisuke của Nhật. Cái này thì lưỡi kéo nó còn zin nguyên nha các bác. Đó, lưỡi nó còn có răng cưa này. Và lưỡi còn zin nguyên, không có bị sứt mẻ gì hết, lưỡi rất là sắc bén luôn nhá. Đó, bên trong của cây kéo này có lò xo trợ lực ở bên trong nhá. Đây thì có chốt gài ở đây này. Đó. Chiều dài của cây kéo cắt tôn này thì nó sẽ dài được 25 cm nhé, dài 25. Đó, hiệu Jisuke. G57, cái này 250.000 nhé.
58 cũng một cây kéo cắt tôn các bác nhé. Đó. Cái này thì hình thức còn mới này các bác này, tay cầm bọc cao su liền lạc đẹp nhá. Đó. Không có bị rách rưới gì hết. Đây, và trên này thì nó sẽ có chữ ở đây này các bác này. Đó, hai mặt nó có chữ đây nha các bác. Nó có chữ trên cán. Lưỡi kéo cái này cũng còn zin nguyên này các bác này, sắc bén nhá, không có bị mẻ nhá. Đó. Cái này thì các bác sử dụng để cắt những cái lá tôn mỏng nhá. Đó, cắt lá tôn mỏng, lá thép mỏng. Rồi, chiều dài của cây này thì nó sẽ dài được là 21 nhá. Đó, cây này dài 21 cm. Rồi, mã G58, cây này 170.000 nhá. G59 là một cái cây kéo bếp của Đức các bác nhá. Đó, cây kéo bếp của Đức, cây này thì hình thức còn khá là mới. Đó, đây này, trên lưỡi kéo thì có logo một hình người chống gậy này. Đây, Henker International này. Đó, Talestel này. Đó, trên con ốc chốt đây thì cũng có logo một hình người chống gậy đấy các bác nhá. Đó, logo một hình người chống gậy. Đó, bề mặt lưỡi kéo đẹp sạch sẽ này các bác, lưỡi sắc bén nhá. Đó, lưỡi không có bị sứt mẻ gì hết. Đó, cán của nó là bằng cán nhựa nhá, và đây thì có một cái miệng để kẹp càng cua nữa. Đó, chiều dài của cái kéo bếp này thì dài 20.5 các bác nhá, dài 20.5. Đó. Rồi, mã G59, cây này 100.000 nhá. G60 là một cái cây kéo hồ lô các bác nhá, cây kéo hồ lô, cây này hàng của Đức này. Đó, trên lưỡi kéo thì có đóng chìm logo hai hình người này và có đóng chìm chữ Germany đấy các bác nhá, Germany. Đó, phần cán của cái này thì lớp sơn nó cũng bị bong chóc một phần rồi. Đó, thì về bác nào muốn đẹp thì có thể sơn lại phần cán này cho nó đẹp nhá. Đó, lưỡi kéo thì nó là thép không gỉ. Đó, lưỡi thì còn khá là sắc bén nhá các bác. Đó, lưỡi thì không có bị mẻ nhá. Đó, lưỡi không mẻ. Đó. Thì chiều dài của cây kéo hồ lô này thì nó sẽ dài được là 20 có nhá, dài 20. Rồi, mã G60, cây này 220.000 nhá. G60 220. G61 là một cái cây kéo hồ lô của Nhật nhá các bác. Đó. Con này thì trên lưỡi kéo thì có đóng chìm hiệu là Diagut của Nhật nhá, Diagut của Nhật. Đó. Thì phần cán của cây này thì lớp sơn nó cũng bị bong chóc một phần rồi nhá. Đó, về thì các bác có thể sơn lại phần cán cho nó đẹp nha các bác. Lưỡi kéo thì là thép không gỉ. Đó, sáng đẹp này. Đó, lưỡi kéo sáng đẹp. Con này lưỡi rất là bén luôn nha các bác. Đó. Lưỡi bén. Rồi, cái này thì cũng dài được 20 các bác nhá, dài 20 cm. Đó. Rồi, mã G61, cái này 108 nhá. G61 108. G62 là một cái cây kéo cắt gà. Đó. Đây, con này thì hình thức cũng còn khá là đẹp. Đó. Còn sáng còn đẹp nha các bác. Trên lưỡi kéo thì sẽ có logo dập hiệu là Guling, có logo hai hình người đây các bác nhá. Đó, made in Germany này. Đó, made in Germany. Phần dưới này thì sẽ có một cái chốt gài ở đây nhá. Đó, có cái chốt gài đây này. Lưỡi kéo thì đây, phần lưỡi kéo dưới này người ta sẽ thiết kế nó võng xuống này các bác này. Đó, chỗ này nó sẽ cong xuống để khi các bác mà có cắt gà cắt vịt ấy thì nó sẽ chống trơn trượt nhá. Đó, con này lưỡi cũng bén nhá các bác. Đó. Phần tay cầm thì người ta sơn một cái lớp sơn màu bạc nhá các bác. Đó, đây một và hai vết nó hơi chảy xước nhẹ một tí ở trên cán thôi. Đó. Chiều dài của cây kéo cắt gà này thì dài được 20 năm nhá các bác, dài 20 năm. Rồi, mã G62, 150.000 nhá. Tiếp đến G63. G63 một cái cây kìm điện nhá các bác. Đó, cây kìm điện. Cây này thì hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Đó, hàng mới chưa qua sử dụng. Và hiệu của cây này thì là hiệu Fujiza nhá các bác. Đó, hiệu Fujiza. Đó, lưỡi cắt sắc bén đẹp nhá. Đây, răng lợi cây này đẹp nguyên. Đó. Và phần tay cầm thì được bọc cao su đây nhá. Đó, cây này mới chưa xài. Thì chiều dài của cây kìm điện này thì nó sẽ dài được là 22 cm nha các bác, dài 22. Đó, hiệu Fujiza nhé. Rồi, mã G63, cây này thì là 220 nhé, G63 220. G64 là một cái cây kìm cắt nha các bác. Cái kìm cắt này thì hàng mới chưa qua sử dụng, nó còn nguyên trong hộp giấy như này nhé. Đó, còn nguyên trong hộp giấy như này. Cái này thì hiệu của nó là hiệu Meri các bác nhé, Meri NO 205 này. Đó, lưỡi cắt sắc bén nhé. Đó. Cái này còn mới nguyên. Thì cái này thì size của nó là size cái này size 15 các bác nhá, size 15, dài được 15 cm. Đó, hiệu Meri Checkmark. Đây này, nguyên hộp này made in Japan này. Đó, cái này thì các bác có thể mua về sử dụng hoặc là sưu tầm cũng được nhá. Đó. Đúng rồi, size 15 các bác nhá, size 15. Đó, sử dụng cắt dây điện, cắt dây kẽm bonsai nhá. Rồi, mã số G64 có nhá. G64 cái này 220. G65 là một cái cây kìm nguội các bác này. Đó, cây kìm nguội này hàng của Fujiza nhá, Fujiza này.
Đó, có logo chữ A dấu mũi tên, có dấu nội địa Nhật đây nha các bác. Đó, cái này thì chưa qua sử dụng này các bác này, còn mới này. Đó, lớp sơn còn nguyên luôn nhé. Đó. Đây, trên phần cán của nó cũng có đóng hiệu Fujiya Japan này, đó, Fujiya Japan. Cái này thì lưỡi cắt còn khít đẹp này các bác này. Đó, lưỡi cắt không có bị hở sáng nhá. Lưỡi cắt đẹp, không có bị sứt mẻ gì hết này. Đó, lưỡi không mẻ nhá. Răng lợn cái này cũng còn đẹp. Đó. Cái này thì gần như là chưa sử dụng đâu các bác. Thì chiều dài của cây kỳ nguội này thì nó sẽ dài được cái này dài tới 21 các bác nhá. Đó, cái này dài 21 cm. Rồi mã R65 170.000 nhá. R65 170. R66 là một cái cây kìm cắt nha các bác. Đó, kìm cắt kìm cộng lực loại nhỏ, con này hàng của MCC, đó Japan này. Đó, cái này còn khá là đẹp mới này. Đó, MCC. Và lưỡi cắt của cây này thì cũng không có bị mẻ này các bác này. Đó, lưỡi cắt đẹp, sắc bén nhá. Lưỡi cắt đẹp người. Đó. Và bên trong thì sẽ có lò xo trợ lực ở bên trong. Đó, chốt gài đầy đủ đây nhá. Con này thì các bạn có thể sử dụng để cắt dây điện hoặc cắt kẽm bonsai nhé. Chiều dài của nó là dài 21 cm. Rồi, mã G66, cây kìm này 150.000 nhé. G67, một cái cây kìm mỏ quạ chất thép đen nha các bác. Đó, kìm mỏ quạ thép đen. Cái này thì hình thức cũng còn đẹp. Đây, cán tay cầm thì đó, còn khá là đẹp các bác nhé. Đó, thì nó có một hai vết nó chảy xước nhẹ ở trên cán một xíu thôi. À, hiệu của nó là hiệu Hozan các bác nhỉ. Hiệu Hozan, đó, chất thép là thép đen. Đây, răng lợi cái này thì khỏi nói rồi, rất là đẹp luôn, đều thẳng tắp. Đó, răng trên răng dưới thẳng tắp luôn nha các bác. Đó. Thì cây này chiều dài của nó là dài được 25 nha các bác nhé, dài 25 và miệng thì sẽ mở tối đa được là 4.5 nhé. Đó. Rồi, một cây kìm mỏ quạ chất thép đen G67 250.000 nhé. G68 là một cái cây kìm mỏ quạ các bác này. Đó, cái này thì hiệu là Evalu. Đó, Evalu. Cái này còn rất là mới luôn nhé, tay cầm thì được bọc nhựa này. Đó, mới tinh luôn. Đó, cái này thì chiều dài cũng là dài được 25 cm nhé, dài 25. Đây các bác có thể xem phần răng lợi của cây này. Đó, răng lợi đều đẹp. Đó, chưa bị cấn dập gì cả nhé. Con này thì ngàm nó sẽ mở tối đa được đây, ngàm nó mở như này sẽ được là 3.5 nhé. Đó, ngàm mở như này là 3.5. Rồi, một cây kìm mỏ quạ mã G68, cái này 220 nhé. G69 cũng một cây kìm mỏ quạ. Đó, con này thì hình thức cũng còn khá là mới và đẹp này các bác này. Đó, và hiệu là Fujiya nhé. Đây có chữ A và dấu mũi tên này. Đó. Đây, răng lợi cây này thì cũng đẹp này. Gần như là mới, chưa xài luôn này các bác. Đó, chưa có bị chảy nhé. Răng chưa bị chảy, bị cấn dập gì hết. Đó. Cái này thì chiều dài của nó cũng dài 20 năm các bác nhé. Dài 20 năm và miệng thì sẽ mở tối đa được 4.5 nhé. Đó, miệng mở tối đa 4.5. Đây, và phần đuôi cán thì nó sẽ có một cái đầu bên này là đầu vít trừ các bác nhé. Nó có một đầu tôi vít trừ. Đó. Rồi, mã G69, cái này 180.000 nhé. G70, một cái cây kìm cắt nha các bác, cây kìm cắt cáp. Đó, con này thì mới, chưa qua sử dụng đâu các bác. Đó, mới nguyên nhé. Đây này, nó có hiệu là Fujiya các bác nhé, hiệu Fujiya. Đó, và đây thì có đóng kìm chữ Japan đấy các bác nhé. Đây, nó có đóng chữ Japan ở hai mặt của cây kìm. Đó, đóng chữ Japan. Và lưỡi cắt của cây này thì sắc bén nhé. Đây, lưỡi cắt cây này rất là sắc bén. Đó. Tay cầm thì được bọc cao su đây nhé các bác. Thì, chiều dài của cây kìm cắt này thì nó sẽ dài được 23.5 nhé. Cây này dài 23.5. Đó, sử dụng cắt dây điện, cắt dây kẽm. Đó. Rồi, G70 250.000 nhé. G71, một cây kìm bấm chết tự động này các bác này. Đó, con này hình thức còn mới còn đẹp. Đó, và đây thì trên cây kìm người ta có đóng kìm chữ tiếng Anh đây các bác nhé. Đó, ở hai mặt của cây kìm thì đều có đóng chữ tiếng Anh. Đó, chữ tiếng Anh. Đây, về phần răng lợi của cây này. Đó, cũng đều đẹp nha các bác, răng lợi chưa bị cấn dập gì cả nhé. Đây, răng trên răng dưới. Đó, răng chưa có bị chảy trượt cấn dập gì hết. Đó, và cây này thì ở bên trong nó sẽ có một con ốc nhỏ ở đây để điều chỉnh lực này. Đó, đây thì sẽ có lò xo ở bên trong này nha các bác. Kìm bấm chết tự động thì các bác chỉ cần bóp vào thôi. Đó, các bác chỉ cần bấm vào nó sẽ tự động nó kẹp nhé. Đó, tự động kẹp theo kích cỡ. Đó, rất là tiện. Đó, kẹp cũng rất là chắc chắn nhé. Chiều dài của cây này thì nó sẽ dài được 23 các bác nhé. Dài 23. Rồi, một cây kìm bấm chết tự động G71 330.000 nhé. G72, một cây mở đá mài. Đó, cây này là cây mở đá mài của máy cầm tay các bác nhé. Và hiệu của nó là hiệu Top Japan này. Đó, hiệu Top Japan. Tay cầm bọc cao su cũng còn khá là liền lạc đẹp. Đó, có hai đầu như thế này.
Để mở đá mài của máy cầm tay nhé. Thì chiều dài của cây này dài 19 cm nhé, dài 19 cm. Rồi G72 120 các bác nhé. G73 là một cái cây đánh đẩy cá nhé các bác. Đó, đánh đẩy cá. Con này thì cán là cán gỗ và phần lưỡi của nó là bằng đồng nhé. Đó, lưỡi là bằng đồng, có 4 đường răng để sử dụng đánh vảy cá này. Đó, đồng rất là sáng đẹp. Thì chiều dài của cây đánh vảy cá này thì nó sẽ dài được 19 các bác nhé, dài 19 cm. Chiều dài phần lưỡi thì được là khoảng 6.3. Bản lưỡi rộng là 3.3 nhé. Đó, con này thì mấy bác mà có hay đi tàu đi biển á, nó đi tàu đi biển có thể sử dụng để đánh vảy cá nhé. Thì đồng nó không gỉ các bác nhé, nó sạch sẽ. Đó. Rồi, G73, cây này 150.000 nhé. G74 là một cái cây khui bia được đúc bằng đồng nhé các bác. Đó, một cây khui bia được đúc bằng đồng. Cây này thì người ta đúc hình cô gái người châu Âu này các bác này. Cô gái người châu Âu đang cầm cái quạt che mặt và chân thì đi giày cao gót nhé. Chân đi giày cao gót. Đó, một cái khui bia đúc bằng đồng rất là đẹp. Các bác có thể mua về để sưu tầm nhé. Đó, chiều dài của cái khui bia này thì nó sẽ dài được 22 các bác nhé. Dài 22. Rồi, mã G74 220.000 nhé. G75 là một cái cây mỏ lết chất thép đen hiệu Mitsubishi nha các bác. Và cây này size là size 250mm nhé. Size 250. Đó, size 10 inch nhé, Mitsubishi. Còn rất là đẹp luôn. Đây, ngàn thì người ta xài lướt thôi các bác nhé. Đó, miệng người ta xài lướt thôi. Còn fit đẹp. Đó. Đây, các bác có thể thấy ngàm đẹp nhé. Đó, ngàm còn đẹp. Con này thì ngàm nó sẽ mở tối đa là được 3 sen nhé, khoảng 3 sen. Đó, size 250mm. Rồi G75 220.000 nhé. G76, một cây mỏ lết chất thép đen hiệu Mitsubishi luôn nha các bác. Size là size 200mm nhé. Size 200mm, size là size 8 inch nhé, Mitsubishi này. Cái này thì người ta cũng có xài lướt rồi các bác nhé. Xài lướt nhưng mà miệng thì cũng còn đẹp này. Đó, người ta xài lướt nhưng mà chất thép đen thì nó rất là cứng cáp. Đó, xài bền nhé các bác. Con này thì ngàm nó sẽ mở tối đa được khoảng tầm là 2.5 nhé. Đó. Đây, con này thì đúng rồi, ngàm mở tối đa là 2.5. Đây, ngàm của nó đây các bác này. Đó. Đó, ngàm còn đẹp nhé. Rồi, mã G76, cái này 190.000 nhé. G77, một cây mỏ lết. Đó, con này thì size 200mm hiệu Hit nha các bác. Đó, có dấu nội địa Nhật đây nhé. Đó. Chất thép là chrome vanadium, có đóng chữ Japan này. Đồng chữ Japan. Cái này thì người ta cũng có xài lướt rồi các bác nhé. Xài lướt nhưng mà ngàm thì cũng còn tương đối là đẹp này. Đó, người ta xài 1-2 lần thôi. Đó, người ta xài lướt thôi các bác nhé. Đó. Đây, các bác có thể thấy này. Đó, miệng cũng còn khá là đẹp. Rồi, con này thì ngàm nó sẽ mở tối đa được cũng 2.5 luôn nhé. 2.5. Rồi, hiệu Hit. Rồi, mã G77 140 các bác nhé. G78, một cây mỏ lết. Cái này size 250mm hiệu Sanki này. Đó, hàng nội địa Nhật luôn nhé, có dấu nội địa này. Thép The Rock Forged Steel đây thì có đóng chữ Japan đây nhé, đóng chữ Japan. Cái này còn rất là mới luôn. Đó. Đây, ngàm cái này thì đẹp nhé các bác. Đó, ngàm đẹp. Con này thì miệng nó cũng mở tối đa là được 3 cm nhé. Đó, miệng mở tối đa khoảng 3 cm. Đúng rồi, 3 cm nhé. Đây, các bác có thể xem kỹ ngàm này. Đó. Rồi, mã G78, cái này 200.000 nha các bác. G79, một cây mỏ lết. Cái này size là size 300mm và hiệu Ago này các bác này. Đó, có dấu nội địa Nhật đây nhé. Chất thép là chrome monidium. Đó, size 12 inch nhé. Đây thì có đóng chữ Japan đây các bác nhé. Đóng chữ Japan. Con này thì ngàm của nó còn đẹp này. Đó, ngàm rất là khít đẹp luôn nhé. Đó, ngàm khít đẹp. Đó. Size 300mm nha các bác, size 300mm. Đây, ngàm đẹp này. Đó. Ngàm trên, ngàm dưới. Cái này thì ngàm nó sẽ mở tối đa được 3.5 nha các bác, 3.5. Đó. Cái này rất là mới luôn này các bác này. Rồi, mã G79, cái này 280.000 nhá. G80, một cái cây lê tự động. Đó, con này thì hiệu Uban 2000, nó có đóng chữ Japan đây các bác này. Đó, đóng chữ Japan, chất thép là chrome vanadium steel. Size là size 10 inch nhá. Chiều dài của cây lê tự động này dài 25 cm nhá. Dài 25 cm, đây nó có một vài chỗ nó bị chóc một tí xi mạ thôi. Đó. Còn lại thì cái này phần răng của nó thì
nó chỉ có một vài vết ố vàng thôi các nhé, đó. Chứ răng lợi của nó còn khá là đều đẹp này, đó, răng nó chỉ bị ố vàng nó dính nước thôi, đó, răng trên răng dưới còn đều thẳng tắp nhé, chất thép rất là cứng. Thì cái này thì miệng nó mở tối đa như thế này em có đo rồi, đó, nó mở tối đa như thế này là được 4 cm các nhé, nó mở tối đa này là được 4 phân. Cái lê tự động thì khi các bác mở ốc ấy, nó sẽ tự động nó ôm theo kích cỡ nhé, đó, tự động như này, đó, tự động ôm theo kích cỡ để các bác vặn con ốc thôi, đó. Rồi mã G80 220 các nhé, G81 một cây đục bê tông cầm tay này, đó, con này thì tay cầm được bọc cao su, đó, đây thì nó có một vết nó hơi bị xước nhẹ chỗ này tí chỗ này thôi, còn lại liền lạc đẹp nhé, đây phần đầu đóng còn khá là đẹp, đây, phần lưỡi đục của nó đây các nhé, nó lưỡi đục khá là dày, thép rất là cứng. Thì chiều dài của cây đục bê tông này thì sẽ dài được khoảng 2-3 cm nhé. Phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng được 4.8. Rồi, G81 150.000 nhé. G82 cũng một cây đục bê tông cầm tay này. Con này thì hiệu là Mokuba Japan nhé. Nó Mokuba Japan đây có đóng hiệu luôn. Con này thì mặt trước của nó còn đẹp này các bác này, khá là đẹp. Có mặt sau này thì nó có một vài vết nó nhăm nhăm một xíu này. Đó, vài vết nhăm nhăm li ti một xíu, không ảnh hưởng gì đến cái chất thép cả quá nhé, thép rất là cứng nhé. Đó, đây, phần đầu đóng này. Rồi, chiều dài của cây đục bê tông này thì nó sẽ dài được là 22.5. Phần lưỡi sử dụng thì sẽ rộng được là 4 cm nhé. Rồi, G82, cây này 130.000 nhé. G83 cũng là một cây đục bê tông cầm tay. Đó, con này thì cũng hiệu Mokuba này. Đó, made in Japan này. Made in Japan, cái này thì người ta có sử dụng rồi nhé các bác. Đó, người ta cũng có sử dụng rồi nên là phần đầu đóng của cây này thì nó cũng có bị cấn dập bị chảy một ít rồi. Đó, cấn dập bị chảy một ít thôi. Đó, và chất thép thì rất là cứng nhá. Đó, các bác xài thì nó còn rất là bền. Rồi, chiều dài của cây đục bê tông này thì sẽ dài được là 23 nhá, dài 23. Phần lưỡi sử dụng của cây này thì rộng là 2.5 nhá. Rộng 2.5. Rồi, mã G83 150.000 nhá. G84 một cái cây thước thủy này các bác này. Đó, con này thì chất liệu của nó là thép rèn của Nhật này. Đó, trên này thì nó có đóng hiệu là KOD của Nhật. Đó, đây nó sẽ có một ống cất nước là chiều ngang này. Đó, ống cất nước ngang, nó vạch nước rõ nét chính xác nhá. Và một ống cất nước dọc đây các bác nhá, chiều dọc. Đó, chiều dọc. Đó, các bác thấy rõ vạch nước không? Đó. Rồi, chiều dài của cây thước thủy này thì nó sẽ dài được cái này dài 23 các bác nhá, dài 23. Đó, xài cái này rất là bền, không sợ bị cong vênh móp méo gì cả. Rồi G84 180.000 nhá. G85 là một cái combo hai bộ lục giác nha các bác. Đó, gồm một bộ đầu vuông này, đầu vuông và một đầu bi này. Đó, một đầu vuông một đầu bi. Đó, gồm có 9 cây từ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10 nhá. Đó, chất thép CRV. Và một bộ đầu hoa thị này, cũng gồm có 9 cây từ T10 đến T50 đây nhá. Đó, hai bộ lục giác như thế này các bác nhá. Có hai bộ này. G85 hai bộ 180.000 nhá. G85 hai bộ lục giác 180.000. Đó. Đây thì em vẫn còn một số cái bào nạo rau củ quả này. Đó này 100.000 một cái các bác nhá. Đây trên này nó có dập logo hai hình người này, hiệu Guilin này. Đó, này chưa xài còn nguyên bọc như thế này. Đó G86 cái bào nạo này là 100.000 một cái nhá. Rồi, em kết thúc video tại đây các bác nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.